Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Chúng ta cùng quay trở lại với một tập Shirt and Shoot mới. Dành cho những bạn nào chưa biết hay là những bạn nào lần đầu tiên đến kênh YouTube của Jason, thì Shirt and Shoot là một series nơi mà Jason sẽ dẫn các bạn cùng dạo phố, xuống đường, chụp những tấm ảnh street photography. Và đặc biệt, Shirt ở đây sẽ là im lặng, và chúng ta chỉ lắng nghe những bài nhạc hay thực sự cảm nhận được cái khung cảnh xung quanh, cũng giống như là cái cách mà Jason thật sự muốn enjoy khoảnh khắc thời gian riêng của mình khi đi chụp street photography. Tập ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nó cũng sẽ rất là relax, khung cảnh yên tĩnh của thành phố downtown Fort Worth, nơi mà các bạn có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn của mình. Đừng lo, vì chúng ta sẽ quay trở lại với những video tràn đầy năng lượng. Và bật mí với các bạn là Jason đang trên đường đi một chuyến road trip, và chắc chắn sẽ có vlog mới vào tuần sau cho các bạn nhé. Bây giờ hãy bật volume lên và hãy cùng Jason đi bắt lấy những khoảnh khắc đẹp nhé. Alright, let's go.
I'm sorry. Video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Jason hy vọng là các bạn enjoy những tấm ảnh vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới. Đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo, những tập shirt and shoot tiếp theo của Jason nha. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.